Sự tích cây bưởi đào. Ngày xưa, ở vùng nọ, có một lão nông già, có hai người con trai. Biết mình tuổi già sức yếu, chẳng còn sống được bao lâu nữa, lão nông bèn gọi hai người con trai của mình đến bên để dặn dò. Các con à, chả biết các con có nhiều thiệt thòi vì mẹ của các con mất sớm. Nhưng suốt đời cha đã làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Đã đến lúc các con phải tự lập, mảnh vườn cha sẽ chia đôi cho các con. Con sẽ lấy mảnh vườn cây trái xum xuê kia. Úp, con thì sao? Con muốn nhận mảnh vườn nào? Dạ, con thế nào cũng được à. Anh cả đã nhận mảnh vườn bên kia, thì con sẽ nhận mảnh vườn còn lại. Chúng con cảm ơn cha. Các con biết yêu thương, nhường nhịn nhau như thế, cha có nhắm mắt cũng phần nào yên lòng. Để cho công bằng hơn, ngôi nhà và tài sản khác cha sẽ để lại cho đứa nào mang đến biếu cha món quà quý nhất vào ngày mừng thọ cha. Các con có đồng ý không? Dạ, chúng con đồng ý thưa cha. Mảnh vườn này tuy đất đai cằn cỗi hơn, nhưng mình sẽ chăm chỉ phun trồng, chăm bón, lứa cây mới đầy. Rồi mấy nữa mừng thọ cha, mình sẽ đem biếu cha những quả ngon nhất. Nhưng mình nên biếu cha thứ gì đây? Cha, ăn chuối đi cha. Cha no lắm rồi, con ăn đi cho mau lớn. Đúng rồi, chắc là cha thích ăn chuối. Mình sẽ trồng thêm chuối rồi đem biếu cha. Cây ăn quả thì nhà ta có sẵn rồi, tội gì phải vất vả như nó cho khổ cơ chứ. Nếu đem quả biếu cha thì quá tầm thường. À đúng rồi, ta sẽ đi buôn, rồi ta sẽ đầy vàng bạc. Ta sẽ mua một món quà độc nhất vô nhị về tặng cha. Lúc ấy gia tài chắc chắn sẽ thuộc về ta. Sau khi bán số cây gỗ trong vườn có được chút ít vốn, người anh đi ngược về xuôi, nhưng không tránh khỏi sự cám dỗ của rượu chè, cờ bạc. Chẳng bao lâu sau, đã đến ngày hẹn tặng quà cho cha. Anh ta đành hai bàn tay trắng trở về quê nhà. Hả? Trời ơi! Đó không phải là vườn nhà thằng Út sao? Phải dò hỏi ngay, xem tình hình thế nào mới được. Không thì cả gia tài về tay nó như chơi. Ôi Út, đang làm gì thế? Ôi anh cả, anh mới về đấy à? Cha với em ở nhà bông ngóng anh mãi, chẳng thấy anh về. Anh mới về chạy luôn đến gặp chú đây. Mà mai là đã đến ngày mừng thọ cha rồi, chú định tặng gì cho cha thế? Em nhớ hồi còn bé, cha chỉ ăn vỏ chuối, còn ruột để dành cho hai anh em ta. Bây giờ em muốn biếu cha buồng chuối đẹp nhất mà em đã chăm bón mấy tháng nay anh ạ. Mình chẳng còn tiền để mua quà tặng cha, nhưng cũng không thể cứ thế nhìn cha giao tài sản cho thằng Út được. Mà vườn nhà mình đã chặt hết cây, cũng chẳng còn quả gì để biếu cha. Làm sao đây? Hay là nó định tặng cha buồng chuối ư? Mình không thể chịu thua nó được. Nó trồng nhiều chuối thế, mình chặt một buồng chắc nó cũng chẳng biết đâu. Thưa cha, lúc đi qua chỗ bán chuối, con liền nghĩ đến ngày bé cha thường nhường những quả chuối ngon nhất cho chúng con ăn, nên con đã mua buồng chuối ngon nhất đến biếu cha đây ạ. Con vẫn nhớ những chuyện đó sao? Anh cả cũng mang chuối đến biếu cha sao ạ? Chú tưởng chỉ mỗi chú mới có chuối biếu cha chắc. Chuối của hai con mang đến đều rất ngon, quả nào cũng thơm và ngọt. Ta không thể phân xử ngay được. Bây giờ thế này, đợi đến rằm trung thu, các con lại mang món quà khác đến đây, ta sẽ xem xét lại nha. Cứ như lần trước thì chẳng biết bao giờ mới thắng được thằng Út. Lần này phải làm cho nó thua luôn mới được. Bằng xuống chợ thể nào cũng được món. Lần này xem thử mày còn gì để biếu cha. Trời ơi, sao lại thế này? Cây của mình đâu hết rồi? Là kẻ nào sao lại bàn ác thế này chứ? Bao nhiêu công ta đã vất vả sớm hôm chăm bón cây,
thấy bà vợ lại thế này. Rồi thì ta còn biết lấy gì để biếu cha đây? Ta biết làm gì để đền đáp công ơn của cha đây? Ôi, vẫn còn sót lại cây bưởi chua ở cuối vườn kìa. Đến cây bưởi chua cũng chỉ còn mỗi quả xanh thế này thôi. Ta làm sao mà đem biếu cha được đây? Hả? Là quả bưởi xanh mình vừa thấy ư? Thật là kỳ diệu. Ôi, sao cả vườn cây của chú lại thành ra thế này chứ? Hôm qua anh ngủ sai quá, không biết chuyện gì. Út ơi, mai đến ngày tặng quà cho cha rồi. Chú định tặng cha gì đấy? Anh thấy đấy, cả vườn nhà em còn có mỗi cây bưởi này. Nói lại là cây bưởi chua, nhưng em chẳng còn thứ gì có thể đem biếu cha được nữa. Cha thật là đáng thương, cuối đời rồi còn phải nếm quả bưởi chua thế này nữa. Lần này gia tài thuộc về mình chắc rồi. Thưa cha, lần này cha hãy nói luôn cho con biết, lại xứng đáng được hưởng gia tài đi ạ. À. Được, để ta xem nào. Thưa cha, con đã trồng được lứa bưởi sai quả, con đem bán đi lấy cái này biếu cha. Kìa Út, sao con còn đứng ngay ra đó? Con hãy bỏ qua bưởi mà con đem đến cho cha nếm thử xem nào. Dạ, thưa cha, cây bưởi mà con đem đến là bưởi chua, chắc là không ngon đâu ạ. Không sao hết, con cứ bỏ qua bưởi của con ra, cha nếm thử xem nào. Dù quả bưởi mà nó đem đến có ngon cỡ nào, cũng đâu thể so sánh được với vàng của mình được chứ. Bưởi của con rất ngọt và thanh. Cha hiểu lòng con đối với cha ngọt và ấm như màu đào của bưởi. Cha đã quyết định được rồi, cha sẽ để lại gia tài cho Út. Cha, sao cha có thể thiên vị nói như vậy được chứ? Con không đồng ý đâu. Con đừng tưởng cha không biết những việc con làm với em con. Có người lạc trông thấy đã kể lại cho cha nghe tường tận vụ việc. Lòng tham của con lớn đến mức ra tay với cả anh em ruột thịt của con vậy sao? Vậy là người anh sống lười biếng, ích kỷ đã xấu hổ bỏ đi mất tích, không bao giờ dám quay trở lại nữa. Còn về người em nhân giống cây bưởi và lan đi khắp nơi. Có nơi còn gọi bưởi đào là bưởi hiếu, để nhắc nhở nhau sống thật thà, ngay thẳng, sống có nghĩa, có tình. Từ đó về sau, bưởi đào là loại quả không thể thiếu mỗi dịp trung thu. Mánh chữa bệnh của dần. Dần, hôm nay đi theo thầy, con hãy nhớ quan sát thật kỹ để mà học hỏi các kinh nghiệm khám bệnh nha. Dạ, con nhớ là thầy dặn rồi ạ. Con mới theo thầy học, may mắn lắm mới được thầy chỉ dạy tận tình. Con có tố chất, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, ta tin con sẽ sớm thành tài. Thôi, đến nhà người bệnh rồi, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ, chào thầy ạ. À. Vợ chồng nhà cháu mong thầy mãi. Sao, dạo này chị thấy trong người như thế nào? Dạ thưa thầy, nhà cháu thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Miệng thì đắng ngắt, họng thì đỏ rát. Thực sự là rất khổ sở ạ. À. Sao lại thế được? Lần trước khám tình trạng của chị đã khá hơn rồi mà. Mạch đập nhanh quá, khí hỏa đang lấn át hết cả. Thế nào, mấy ngày qua chị nhà có uống đúng những thuốc nam an thai mà tôi đã đưa không? Dạ thưa thầy, có chứ ạ. À. Mỗi ngày nhà cháu đều sắc thuốc 2 lần, đúng như thầy ghi ạ. À. Thế còn ăn uống thì sao? Có kiêng những thức ăn, hoa quả, trái cây có tính hỏa mạnh không? Dạ thưa, rõ là nhà cháu chả ăn thứ gì nóng cả đâu ạ. À. Chắc chắn là có ăn mới ra nông nỗi này, tôi thấy lo ngại quá. Đã dặn như vậy mà anh chỉ nhất nhất không nghe theo. Giờ động huyết động thai, phần bụng dưới rồi sẽ đau, tổn thương thai khí, mạnh có thể dẫn tới tử vong. Dạ, đúng là vợ con không... Điều trị bệnh mà không nghe theo lời thầy Lan thì rất khó. Thôi để tôi nói luôn, cách đây 2 canh giờ, chị nhà có ăn nhãn đúng không? Thầy, nhưng sao thầy lại biết ạ?
cây mạch của chị nhà nói lên tất cả. Dạ, thầy đúng là thần y, chứ không phải thường chỉ bắt mạch mà biết được người bệnh mới ăn gì nữa. Thế à, có đúng như vậy không? Dạ thưa... Dạ, lỗi là tại con thầy ạ. Mấy nay tự dưng trong người háo đồ ngọt quá. Đến đêm nằm mơ cũng mơ thấy mình được ăn nhãn. Tỉnh dậy thèm quá, không cưỡng được, nên con đã giục chồng đi mua. Lỗi là tại con. Hề, thôi, để lần này tôi lấy thêm cho ít thuốc lá an thai, hàng tính. Nhưng nhớ từ sau không được ăn nữa. Thể trạng chị yếu, có khi hỏng cái thai ân hận cả đời đó. Dạ thưa, nhất định là chúng con sẽ ghi nhớ lời dặn này, tuyệt đối tuân thủ theo những lời dặn của thầy ạ. Cha cha, thầy giỏi quá, con thật ngưỡng mộ thầy. Tại sao bắt mạch mà thầy lại có thể biết được người ta vừa ăn gì, khiến cho cả người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải tâm phục khẩu phục như thế ạ? Con không biết đó thôi, nhiều lúc người nhà bệnh nhân cố tình giấu giếm, nên ta phải dựa vào quan sát để mà đưa ra phán đoán cho họ tâm phục khẩu phục đấy. Nghĩa là sao ạ? Thì lúc mới bước vào nhà, ta đã để ý thấy có vài hạt nhãn lăn dưới gầm giường, lại có cả vỏ còn rất tươi nữa, thậm chí ở dưới chiếu cũng có. Mùa này nhãn trái vụ nên rất hiếm và đắt, khá giả mới mua được. Và người chồng lại là người rất chiều và thương vợ, nên chắc chắn sẽ chiều theo vợ mà mua cho. Cha cha, những phán đoán của thầy thật là chuẩn xác làm sao? Khi đi khám bệnh, ngoài kiến thức chuyên môn, chúng ta cũng cần có sự quan sát tinh tế ngoại cảnh, thì thoảng nó cũng có tác dụng nhất định nữa đấy. Cái này gọi là mẹo đấy con ạ. Dạ thưa vâng, con nhớ lời thầy rồi ạ. Mà thầy ơi, chiều nay con vẫn mang thuốc đến nhà anh Tư chứ ạ? Ừ. Thầy tôi có dặn đem thuốc đến cho anh, tất cả là 3 đồng. Ôi, may mà cậu đến đúng lúc. Thằng bé nhà tôi từ nhỏ bị gan, điều trị đã ổn định rồi, mà từ sáng giờ nó cứ ôm bụng kêu đau, không biết cháu bị sao nữa, tôi lo quá. Ấy, tôi chỉ là học trò của thầy. Để tôi quá bộ về gọi thầy đến xem giúp cho nhà anh. Từ đây về nhà thầy lang xa quá, thế thì muộn mất. Mà cháu đang đau quá, thầy giỏi thất, học trò cũng giỏi. Cậu cứ vào thăm bệnh xem cháu bị làm sao. Có thế nào sau này gọi thầy lang cũng không muộn mà. Mình cứ vào bắt mạch xem sao, biết đâu lại áp dụng được mẹo của thầy ban sáng. Được, anh dẫn tôi vào thăm bệnh cho cháu đi. Hôm nay bé nhà anh bị thế này là còn may đấy. Bệnh sơ gan của bé trầm trọng như thế mà nhà anh chị dám cho ăn thịt gà à? Lâu nay cháu có ăn thịt gà đâu. Anh chị còn lại cãi nữa à? Bệnh sơ gan kỵ nhất thịt gà. Anh chị có biết là sẽ bị tổn thương thực quản, lâu còn dẫn đến vỡ tĩnh mạch không? Tôi đâu có cho con ăn thức ăn ấy. Đúng ạ, mấy tháng nay đâu có ăn đâu. Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, chắc chắn là anh chị cho con ăn thịt gà, đừng có mà chối nữa. Chả phải đang treo cái chổi lông gà chỉnh in ra đây, lại còn bảo thủ không nhận nữa chứ. Bực mình cho anh chị quá, cho con ăn thịt gà như thế, khác nào anh chị đang giết con mình. Hả? Mình ơi, hắn ta bảo chúng ta giết con. Đây thì thịt gà này, thầy lăng băm, chữa bệnh mà nói sằng nói xiên thế à? Ôi, đừng mà, ôi, đừng mà. Quái, sao giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Ôi trời ơi, dần, con làm sao thế? Con đi đưa thuốc. Nhà anh Tư có đứa bé đang đau bệnh, cứ bảo con khám luôn cho, con thấy có dấu hiệu sơ gan. Rồi sao? Nhớ lời thầy dặn, quan sát kỹ xung quanh để đưa ra phán đoán, con thấy có treo một cái chổi lông gà, liền phán bệnh nặng thêm vì cho ăn thịt gà, bệnh sơ gan kỵ thịt gà còn gì. Thế mà họ không nghe, lại còn đánh con nữa. Ôi trời ơi, ta dặn con quan sát tinh tế, mà con nhìn thế nào, cái cây chổi quét nhà của người ta lại đoán là cho ăn thịt gà chứ. Mai hôm nay, con bị đánh như vậy là nhẹ đấy. Lần sau mà như thế, có khi còn mất mạng đó, nghe không? Con chưa đủ kiến thức để khám bệnh, mà tự tiện khám là sai lầm lớn đầu tiên. Con biết không, khi khám cho thai phụ kia, thầy đã theo dõi tình trạng sức khỏe một thời gian rồi, hiểu được những thay đổi của cơ thể, chỉ có thể là do thức ăn, nên mới có thể đưa ra kết luận như thế để trấn an sự quanh co của họ. Còn con chưa biết gì về tình trạng bệnh nhân mà lại bắt chước mẹo của thầy một cách máy móc, đã xét đoán hồ đồ, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. Nghề gì cũng phải cẩn trọng, nghề y của chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, vì nó liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Không nên vì bất cứ lý do gì mà đưa ra những kết luận hồ đồ. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Từ sau con xin khắc cốt ghi tâm lời của thầy ạ.
mối tình bất diệt của Hoa Bỉ Ngạn. Chú Hồ này bị dính bẫy thợ săn của làng rồi. Gì vậy nhỉ? Hình như con hươu con này đi tìm cha mẹ. Vết thương không sâu lắm, chỉ vài hôm là khỏi. Cho mày về nhà với con, tao lên rừng đào măng ăn vậy. Cha, chân cha có sao không? Có đi được không để con dìu? Ta không sao con à, may mà chàng thanh niên đó có lòng nhân hậu. Đi thôi con, chúng ta mau về không muộn. Vâng ạ. Ồ, là mày à, Hương nhỏ. Có phải hôm trước mày đến đón cha mẹ về không? Ồ, thì ra mày cũng là một chú hươu hiểu chuyện đấy chứ. Mày có khát không? Ta lấy cho chút nước và chút lá non nhé. Tranh thủ ngủ một chút để chiều còn đi đốn củi nào. Chàng ơi, nàng là ai? Sao nàng lại ở đây giữa chốn rừng sâu này? Em là hươu nhỏ đây. Chính chàng đã cứu cha em, để cha em về đoàn tụ với cả nhà. Em đến đây có chút quà nhỏ để cảm tạ ơn cứu mạng của chàng. Nàng thật xinh đẹp. Nàng có đồng ý là bạn tâm giao của ta được không? Chàng kể cho em nghe những câu chuyện về buôn làng của chàng đi, về gia đình của chàng đi. Em muốn nghe lắm. Suốt ngày em chỉ sống trong khu rừng này, nơi nơi chỉ có tiếng suối róc rách cùng tiếng chim hót véo von mỗi ngày. Ngạn à, con đi đâu mà giờ mới về? Có biết ta lo cho con lắm không? Con vào rừng làm bạn với chàng thợ săn hôm qua ấy cha. Chàng thật là một chàng trai tuấn tú, lại còn tài giỏi và tốt bụng nữa. Con à, chúng ta là phận hưu đang tu hành phép tiên. Bao nhiêu năm tu hành, con đừng để tình yêu làm mờ mắt. Con không cần những thứ đó cha. Con chỉ cần được ở bên chàng, sống những ngày vui vẻ. Con à, phận yêu và phận người khác nhau. Nếu Ngọc Hoàng mà biết chuyện, hai cha con không tránh khỏi hình phạt khắc nghiệt đâu. Con không sợ những hình phạt đó. Giờ đây con chỉ sợ một ngày không được ở bên chàng thôi. Để con vào chuẩn bị bữa tối cha nhé. Sao hôm nay nàng đến muộn vậy? Làm ta chờ nàng mãi. Chàng ơi, luật trời đã định người với yêu không thể đến được với nhau. Em với chàng là đang phạm luật trời. Ta chỉ có thể rời xa chàng thì chàng mới có cuộc sống yên ổn. Không, dù biết trước có phạm luật trời, nhưng ta vẫn đem lòng yêu mến nàng, muốn nàng ở bên. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ta nguyện được ở bên nàng mãi mãi. Hôm nay chàng kiếm được nhiều củi quá nhỉ? Các ngươi thật là to gan, dám chống luật trời. Thưa Ngọc Hoàng, mong người tha tội. Chúng con thật sự đem lòng yêu mến nhau. Luật trời đã định người với yêu không thể đến được với nhau. Ngươi còn đang có đạo hạnh tu hành thành tiên, bao nhiêu năm đạo hạnh như thế thật uổng phí. Còn người phàm đến với yêu cũng không có kết cục tốt đẹp. Ta đã cảnh báo ngươi rất nhiều lần rồi. Là tại con, xin Ngọc Hoàng trừng phạt con. Chàng ấy vô tội, con biết trước đã có kết cục này, nhưng con không thể làm khác. Không, không, xin người, con muốn được ở bên nàng ấy. Nếu phải trừng phạt, xin người hãy để chúng con ở bên nhau. Không thể có chuyện đó được. Là người đứng đầu thiên giới, ta không thể dung thứ cho hai người. Nếu không về sau, chắc chắn sẽ có tiền lệ. Ta sẽ phạt hai người một hình phạt thật nghiêm khắc để cảnh tỉnh cho mọi người về sau. À! Thế là người con trai anh tuấn tiêu sái họ Bỉ, người con gái họ Ngạn như đóa hồng ngang quả thủy, đã vì trái luật trời mà bị biến thành hoa và lá của một loài cây ở trần gian.
Loài cây này rất đặc biệt, hoa nở thì lá lụi tàn, lá xanh thì tuyệt nhiên không có hoa. Đời đời kiếp kiếp, hoa và lá không thể xuất hiện. Đời này đã định trước là không thể gặp nhau. Người ta gọi loài hoa ấy là bỉ ngạn, như tiếc thương cho một mối tình bất diệt, vừa nhung nhớ lại vừa đau thương. Tấm ảnh vô hồn. Chào cô, con chào bà. Bà đi chợ sớm thế ạ? Tôi đi mua ít thịt sớm cho tôi, về nấu mì cho bọn trẻ cô ạ. Cha cha, sao mà lại có người sướng như bọn thằng Hùng, cái Hiền nhỉ? Bằng ngần ấy rồi mà mẹ vẫn chăm chút từng tí một. Bà chiều chúng nó quá đấy. Có gì đâu cô, bọn nó bận đi làm tối ngày, không lo ăn uống là gầy ốm ngay. Ăn ở nhà vừa ngon lại sạch, chả hơn à. Bà nói đúng ạ. Ước gì mẹ con cũng ở gần con như bà thì thích biết mấy, sướng nhất tụi nó. Thôi con đi đã bà nhé. Cô đi nha. Tối mẹ đừng nấu cơm nhé. Con lại đi tiếp khách hả? Ý con là mẹ không nấu cơm cả nhà ấy. Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng. Nhà hàng nào hả anh? Nhà hàng Nhật đi. Em thích ăn sashimi. Ăn quán Hàn Quốc đi. Đời này ăn cay ngon phải biết. Thôi bọn con đi đây ạ. Tối cái Hiền về đón mẹ đến nhà hàng Hàn Quốc đối diện công ty anh đấy. Vâng. Mẹ nhìn con hôm nay có xinh không? Dạo này con chăm sóc da kỹ lắm, nên nhìn khá hơn mẹ à. Con gái của mẹ lúc nào chả xinh. Mẹ với Hiền đến lâu chưa? Con tặng mẹ. Ủa, nhân ngày gì mà tặng mẹ hoa thế này? Nhân ngày của mẹ, mẹ ạ. Ngày của mẹ là sao? Mẹ đúng là chẳng cập nhật gì cả. Mấy năm gần đây người ta hay mừng ngày của mẹ giống bên Tây ấy. Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ. Mẹ già rồi, không thạo bằng hai đứa. Cảm ơn hai con nhiều nhé. Anh ơi, ăn cái này đi. Món này ngon nè. Cái đấy ngấy lắm, để anh chọn cho. Mày chẳng sành gì cả. Ăn cái này nè. Ăn đồ hàng thì phải hỏi anh. Để yên anh chọn. Mẹ, mẹ, chụp ảnh đi mẹ. Thôi mẹ không chụp đâu, ngại lắm. Ngại gì mẹ, chụp ảnh thôi mà. Để yên em chụp máy em trước. Mẹ cười đi mẹ. Xong chưa? Mày đi ra cho anh chụp. Cho em vào ảnh với. Hôm nay em mặc đẹp thế này cơ mà. Lắm chuyện. Nào, chụp nhé. Mẹ ơi, mẹ cười đi mẹ. Xong rồi. Đăng lên Facebook đi anh. Để yên anh đăng trước. Kệ anh. Em cứ đăng. Của ai người đó úp. Anh nhìn này. Em trích câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thế mà vừa đăng đã được 20 mấy người thích này. Thế mà cũng khoe. Nhìn này. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Suốt cuộc đời lòng mẹ mãi mãi theo con. Mừng ngày của mẹ yêu dấu. Ai chà, anh mày làm marketing mà, phải biết cách viết thế nào để đọc cái thích ngay. Thế mới kiếm ra tiền cô ạ. À, em phải học anh mới được. Ảnh của anh không đẹp bằng của em, nhưng câu đề tựa thì xuất sắc. Mẹ ăn không quen, nó hơi cay. Mẹ phải năng đi ăn nhà hàng với bọn con vào mới quen được. Hai đứa ăn đi, mẹ cũng không đói lắm. Nãy trước khi đi mẹ cũng ăn chút chút rồi. Bà hai hôm nay không đi chợ hả? Bà Lan đấy à. Hôm nay tôi hơi mệt nên để lát mới đi. À tôi biết rồi. Hôm qua đi ăn mừng ngày của mẹ với thằng Hùng cái Hiền, về muộn quá nên thiếu ngủ chứ gì. Sao bà biết tôi hôm qua tôi đi với hai đứa hay thế? Ôi, thằng Kiên nhà tôi hôm qua mở mạng ra cho tôi xem ảnh mà. Bà sướng thật đấy. Cái ngày tận bên Tây người ta ăn mừng mà hai đứa nó cũng tổ chức cho bà. Bà giỏi thật, cái gì cũng biết nhỉ. Tôi lanh quanh xó nhà chẳng biết gì. Đây bà thấy chưa. Nhưng mà bà lên ảnh không ăn ảnh lắm, không đẹp bằng ở ngoài. Phải cười tươi tí nữa. Kiếm ra tiền sướng thế đó. Chứ thằng Kiên nhà này lương thấp, có bao giờ dám ra nhà hàng. Nhưng mà biết mẹ thích ăn vịt, hôm qua anh em nó thịt con vịt rõ nạt. Mấy mẹ con ăn tại nhà thôi, vui phết. Vui thế còn gì. Thằng Kiên nhà bà tâm lý thật, lại thương mẹ. Cần gì nhà hàng cửa hiệu đâu. Mẹ ơi, cháu chào bác hai. Hôm qua anh Hùng ít quá, đưa bác đi nhà hàng thích ghê. Mẹ lên xe con Đèo. Đã bảo đợi con Đèo đi chợ, chân đang nhức mà cứ cố. Mẹ đi được mà, không sao.
Con về muộn vất vả, ngủ thêm tí có hơn không? Cháu đi đây bác ạ. Hai mẹ con đi nhé. Bà Lan mau khỏi chân nhé. Mẹ nhức chân mà hôm qua chẳng bảo con ăn thịt vịt không biết có sao không nữa. Hùng Hiền ơi, mẹ, mẹ có cần gì đâu, chỉ cần bấy nhiêu thôi con à. Tấm ảnh vô hồn. Chào cô, con chào bà. Bà đi chợ sớm thế ạ? Tôi đi mua ít thịt sớm cho tôi, về nấu mì cho bọn trẻ cô ạ. Dạ dạ, sao mà lại có người sướng như bọn thằng Hùng, cái Hiền nhỉ? Bằng ngần ấy rồi mà mẹ vẫn chăm chút từng tí một. Bà chiều chúng nó quá đấy. Có gì đâu cô, bọn nó bận đi làm tối ngày, không lo ăn uống là gầy ốm ngay. Ăn ở nhà vừa ngon lại sạch, chả hơn à. Bà nói đúng ạ. Ước gì mẹ con cũng ở gần con như bà thì thích biết mấy. Sướng nhất tụi nó. Thôi con đi đã bà nhé. Cô đi nha. Tối mẹ đừng nấu cơm nhé. Con lại đi tiếp khách hả? Ý con là mẹ không nấu cơm cả nhà ấy. Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng. Nhà hàng nào hả anh? Nhà hàng Nhật đi, em thích ăn sashimi. Ăn quán Hàn Quốc đi, đời này ăn cay ngon phải biết. Thôi bọn con đi đây ạ. Tối cái Hiền về đón mẹ đến nhà hàng Hàn Quốc đối diện công ty anh đấy. Vâng. Mẹ nhìn con hôm nay có xinh không? Dạo này con chăm sóc da kỹ lắm nên nhìn khá hơn mẹ à. Con gái của mẹ lúc nào chả xinh. Mẹ với Hiền đến lâu chưa? Con tặng mẹ. Ủa, nhân ngày gì mà tặng mẹ hoa thế này? Nhân ngày của mẹ, mẹ ạ. Ngày của mẹ là sao? Mẹ đúng là chẳng cập nhật gì cả. Mấy năm gần đây người ta hay mừng ngày của mẹ giống bên Tây ấy. Chủ nhật thứ hai của tháng năm là ngày của mẹ. Mẹ già rồi, không thạo bằng hai đứa. Cảm ơn hai con nhiều nhé. Anh ơi, ăn cái này đi. Món này ngon nè. Cái đấy ngấy lắm, để anh chọn cho. Mày chẳng sành gì cả, ăn cái này nè. Ăn đồ hàng thì phải hỏi anh, để yên anh chọn. Mẹ, mẹ, chụp ảnh đi mẹ. Thôi mẹ không chụp đâu, ngại lắm. Ngại gì mẹ, chụp ảnh thôi mà. Để yên em chụp máy em trước, mẹ cười đi mẹ. Xong chưa, mày đi ra cho anh chụp. Cho em vào ảnh với, hôm nay em mặc đẹp thế này cơ mà. Lắm chuyện, nào chụp nhé. Mẹ ơi, mẹ cười đi mẹ. Xong rồi, đăng lên Facebook đi anh. Để yên anh đăng trước, kệ anh. Em cứ đăng, của ai người đó úp. Anh nhìn này, em trích câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thế mà vừa đăng đã được 20 mấy người thích này. Thế mà cũng khoe, nhìn này. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Suốt cuộc đời lòng mẹ mãi mãi theo con. Mừng ngày của mẹ yêu dấu. Ai chà, anh mày làm marketing mà, phải biết cách viết thế nào để đọc cái thích ngay. Thế mới kiếm ra tiền cô ạ. Em phải học anh mới được. Ảnh của anh không đẹp bằng của em, nhưng câu đề tựa thì xuất sắc. Mẹ, mẹ ăn không quen, nó hơi cay. Mẹ phải năng đi ăn nhà hàng với bọn con vào mới quen được. Hai đứa ăn đi, mẹ cũng không đói lắm. Nãy trước khi đi mẹ cũng ăn chút chút rồi. Bà Hai hôm nay không đi chợ hả? Bà Lan đấy à, hôm nay tôi hơi mệt nên để lát mới đi. À tôi biết rồi, hôm qua đi ăn mừng ngày của mẹ với thằng Hùng cái Hiền về muộn quá nên thiếu ngủ chứ gì. Sao bà biết tối hôm qua tôi đi với hai đứa hay thế? Ôi, thằng Kiên nhà tôi hôm qua mở mạng ra cho tôi xem ảnh mà. Bà sướng thật đấy. Cái ngày tận bên Tây người ta ăn mừng mà hai đứa nó cũng tổ chức cho bà. Bà giỏi thật, cái gì cũng biết nhỉ. Tôi lanh quanh xó nhà chẳng biết gì. Đây bà thấy chưa? Nhưng mà bà lên ảnh không ăn ảnh lắm, không đẹp bằng ở ngoài. Phải cười tươi tí nữa. Kiếm ra tiền sướng thế đó, chứ thằng Kiên nhà này lương thấp, có bao giờ dám ra nhà hàng. Nhưng mà biết mẹ thích ăn vịt, hôm qua anh em nó thịt con vịt rõ nạt. Mấy mẹ con ăn tại nhà thôi, vui phết. Vui thế còn gì. Thằng Kiên nhà bà tâm lý thật, lại thương mẹ. Cần gì nhà hàng cửa hiệu đâu. Mẹ ơi, cháu chào bác Hai. Hôm qua anh Hùng ít quá, đưa bác đi nhà hàng thích ghê. Mẹ lên xe con đèo. Đã bảo đợi con đèo đi chợ, chân đang nhức mà cứ cuốn.
Mẹ đi được mà, không sao. Con về muộn vất vả, ngủ thêm tí có hơn không? Cháu đi đây bác ạ. Hai mẹ con đi nhé. Bà Lan mau khỏi chân nhé. Mẹ nhức chân mà hôm qua chẳng bảo con. Ăn thịt vịt không biết có sao không nữa. Hùng Hiền ơi, mẹ, mẹ có cần gì đâu. Chỉ cần bấy nhiêu thôi con à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.